Ôi mình quên, mình thành ấn chế độ quay phim rồi, nhưng không sao. Mình đã đang lúc nãy nãy giờ cũng thuyết minh lại cuộc hành trình rồi đúng không? Đây, đây là mình đang đi lên đường lên Bản Lòn, thì ở giữa đường có xe, có nhiều đoạn đường này có bắt đầu là đi vào đoạn đường xấu rồi, mà lại có một cái xe hơi khác, một xe tải khác đang bị chết máy giữa đường và chặn mất đường đi. Nên hành trình lát nữa sẽ còn Gian khổ hơn. gian nan hơn nữa. Đó.